Hà Thanh Xuân sở hữu những tài sản gì trước khi kết hôn với vua cá coi Thắng Ngô? Sau đám cưới hoành tráng với vua cá coi Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân đang nhận được sự chú ý từ khán giả. Cô được biết đến là một ca sĩ đại gia tại thị trường âm nhạc hải ngoại. Thông tin ca sĩ Hà Thanh Xuân về chung một nhà với vua cá coi Thắng Ngô thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Cặp đôi cô dâu chú rể chênh lệch 13 tuổi từng có khoảng thời gian ngắn tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Lễ cưới của cả hai diễn ra vào ngày 2 tháng 5, đúng ngày sinh nhật của Hà Thanh Xuân. Hà Thanh Xuân, tên thật là Trần Thị Thanh Xuân, sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô bé duyên nghệ thuật từ khi 17 tuổi, mới là sinh viên năm 2, Hà Thanh Xuân đã tự mình ra bản thu âm đầu đời. Tiếp đó, cô ra mắt album đầu tay mang tên Ký ức dòng sông với nghệ danh Thanh Xuân. Cô từng tốt nghiệp nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố năm 2005. Sau đó, cô thành công khi bắt đầu hát nhạc vàng ở trong nước và hải ngoại. Cũng nhờ vào sự thay đổi lớn này mà Thanh Xuân có được thành công trong việc định hình phong cách âm nhạc. Và từ đây, cô cũng bắt đầu được để ý nhiều hơn với công chúng yêu thích nhạc trữ tình. Hà Thanh Xuân chia sẻ rằng cô quyết định đi ngược số đông vì có lòng yêu mến đặc biệt với dòng nhạc bolero. Ngoài ra, cô cũng muốn hạn chế cạnh tranh với nhiều nghệ sĩ cùng thời. Năm 2010, Hà Thanh Xuân theo gia đình sang Mỹ định cư và cộng tác với một số trung tâm giải trí lớn tại đó. Cô chính là ca sĩ độc quyền của trung tâm hải ngoại từ năm 2010 đến năm 2016. Cũng nhờ được hỗ trợ nên tên tuổi của cô dần lên top đầu các ca sĩ hát nhạc trữ tình, bolero hải ngoại. Thời gian này, cô phát hành album Mưa và được tài trợ một phần cho live show riêng cô vào năm 2013 và năm 2015. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chất giọng ngọt lôi cuốn, Hà Thanh Xuân nhanh chóng gặt hái thành công tại thị trường hải ngoại. Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ còn có khả năng diễn kịch. Khác với nhiều đồng nghiệp, Hà Thanh Xuân có đời tư kín tiếng, cô ít đăng tải khoảnh khắc đời sống trên trang cá nhân. Dù vậy, nữ ca sĩ được nhiều đồng nghiệp, người trong nghề biết đến có cuộc sống giàu có, sung túc khi định cư và làm việc tại xứ người. Nhờ khả năng tích góp sau nhiều năm đi hát, Hà Thanh Xuân hiện sở hữu nhiều tài sản đáng nể. Cô từng chia sẻ đang ở trong căn biệt thự rộng 600m² tại Mỹ với vườn tược tiện nghi đầy đủ. Dù không hé lộ cụ thể nội thất bên trong, nhiều người vẫn phần nào ước tính giá trị bất động sản này có giá không dưới 1 triệu đô. Trong một đoạn clip được chia sẻ, Hà Thanh Xuân cho biết cô không ngại chi tiền để thiết kế sân vườn, để vừa làm nơi thư giãn, vừa để tập nhạc cho chính mình. Những cây ăn trái cũng được trồng từ cây cam, quýt, chanh đến hồng dồn, ổi, mận, lựu, táo, khế, vân vân, hay nuôi cá để gợi nhớ quê hương. Trong một lần khác, nữ ca sĩ đăng clip mua xe điện cũng vô tình hé lộ cho biết đang sở hữu bộ sưu tập xe gồm 5 chiếc. Đây là chiếc xe đầu tiên tôi chọn màu đen, 4 chiếc xe trước tôi đều đi màu trắng. Nên tới chiếc này cần thay đổi phong thủy. Tôi hy vọng chiếc xe này đem lại nhiều may mắn cho mình, cô chia sẻ. Tuy không tiết lộ giá xe, nhưng theo một số khán giả bình luận phía dưới, chiếc xe này khá đắt tiền. Trước đó, Quang Lê, một người anh thân thiết cũng từng nhận định, những ca sĩ tên Hà ai cũng giàu, trong đó có cả Hà Thanh Xuân. Nam ca sĩ nói, Hà Thanh Xuân chọn đúng tên rồi đó, tôi thấy những người tên Hà đều giàu, như Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Hà Phương, Quang Hà, không những giàu lại còn nổi tiếng. Lập tức, Hà Thanh Xuân thanh minh, anh Quang Lê nói vậy khiến tôi rất vui vì lúc đó tôi chỉ đặt nghệ danh cho mình để đi hát, không hề nghĩ tới tiền bạc hay nổi tiếng. Tất cả nhờ cái duyên mà tôi góp nhặt được sự nổi tiếng, giàu có thì chưa dám nói. Hà Thanh Xuân có phong cách thời trang thanh lịch, cô không chú trọng diện váy áo nhằm mục đích khoe da thịt. Thay vào đó, chọn những bộ trang phục nền nã, sang trọng với các bộ áo lông, khăn choàng, phụ kiện, túi xách, hàng hiệu. Sau khi kết hôn, Hà Thanh Xuân tiết lộ cô vẫn sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật của mình, nhưng cũng sẽ cân bằng lại để giúp ông xã kinh doanh.